Chương trình này được bảo trợ bởi. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY 866-321-5955 và website bndhmo.com. Chị Lê Trần xin được trở lại với phần trình bày của sĩ quan cảnh sát tài đỗ thuộc LA County, thuộc County là trở tự dưng mình quên mất County tiếng Việt là quận Los Angeles. Yeah. Trời ơi, tài thấy không? Mình làm host trên chương trình TV mà đôi khi mình cũng còn quên cái tiếng Việt của mình. Thành thử ra nếu quý vị có con em mà chưa đi học tiếng Việt, xin quý vị hãy khuyến khích cho con em mình đi học tiếng Việt để lưu giữ tiếng Việt của mình. Ngày nào tiếng Việt còn thì ngày đó là người Việt Nam của chúng ta vẫn còn hiện hữu trên cái xứ sở này. Trở lại với phần trình bày của Tài về những cách căn dặn với những người phụ nữ đi shopping buổi tối. Hồi nãy chị nói về cái sự đụng chạm của những người đàn ông đụng chạm với những người đàn bà. Cái đó nó có cái gọi là, nếu mà đụng chạm như những cái tùy theo những cái phần trong thân cơ thể mình, thì nó gọi là sexual battery. Thì nó có hai cái, một cái nếu mà đụng ở ngoài quần áo đó thì nó gọi là misdemeanor by crime, còn mà đụng mà skin to skin contact nó là felony, cái tội nó nặng hơn. Thì những cái trường hợp mà nó xảy ra trong những cái chợ như vậy đó, thứ nhất đó là cái vấn đề, thứ nhất là cái chợ người ta phải gọi cảnh sát. Ok, phải gọi cảnh sát để cảnh sát có nhưng cái mà lúc đó nó đi mất tiêu rồi. Không phải gọi cho cảnh sát để cho cái diện mạo của họ, để cho cảnh sát tìm, để cảnh sát có cái cơ hội để chặn người ta lại. Thì cảnh sát không có thể nào mà chặn người ta lại mà không có lý do hết. Khi mà mình gọi có nghĩa là sao mình hợp tác với cảnh sát, mình nói cái người đó đã đụng chạm những cái người khách hàng một cách bất hợp pháp, thì đó là cái cơ hội để cho cảnh sát chặn người ta. Nhiều khi những cái người này họ là sex offender. Yes. Đó, thì mình không biết được, cho nên mình nên gọi cảnh sát, nên hợp tác với cảnh sát. Tài biết what I did, you know what I did? Dạ không. Julie mà nói ra, Julie kể ra, Julie không dám dè kể cho chồng Julie nghe. Sau cái chuyện đó đó, chị chạy đi theo cái thằng mễ đó, cái ông mễ đó, và nó qua một cái tiệm khác. Hi cũng làm giống như vậy với chị. Xong rồi chị mới đập vai, chị nói, chị chỉ vào mặt nói, chị la thật là to là ông không được làm như vậy, tôi sẽ đi gọi cảnh sát. Nó nghe vậy nó sợ, nó chạy thì Julie lại chạy theo. Julie lại chạy theo và cũng nhanh trí là lấy trong óc nghĩ được cái bản số xe của cái ông mễ đó, và đã gọi cho cảnh sát, và cảnh sát đã đến để mà làm cái biên bản. Và hy vọng là với những cái, mình chỉ không cần phải nhớ hết cái bảng số xe, mình chỉ cần nhớ cái màu xe và cái loại xe và một vài cái chữ trên cái xe để mà mình khi mà mình báo cáo cho cảnh sát thì mình cho họ cung cấp những cái chi tiết đó để mà họ có thể điều tra thêm cái người này là thế nào. Và Julie, theo như Julie nhớ không lầm thì đã bắt được cái ông đó. Đó là những cái điều mà Julie chia sẻ với quý vị, không phải là mình khoe là mình tài giỏi, nhưng mà đó là những cái gì mình phải, mình không có thể nào để trở thành một người nạn nhân trong khi mình có rất là nhiều cái sự bảo vệ của cảnh sát nơi quý vị cư ngụ. Mà có một điều đó mà Julie cảm thấy cũng hơi buồn đó, là khi mà mình la to như vậy đó, không có người nào chạy theo cái ông mễ đó hết, có mình xách giày cao lên chạy. Đi giày cao chạy theo, trong khi mà mình nghe người, quý vị cũng nên nhớ là khi mà mình nghe người phụ nữ la to như vậy thì những người chung quanh hoặc là những người bị dịch dây chuyền cũng vậy, nhào vào tấn công vào một thằng mễ, một đứa nhỏ hoặc là một kẻ gian. Chẳng lẽ có một thằng người gian mà bấy nhiêu người đám đông mà không ai được nhờ. không cảm nó phải được hay kết sao lại. Phải đó đoàn kết lại. Thì đó là những cái điều mà Julie tin rằng thì là người Việt Nam mình nhiều khi sợ, không có muốn dính líu này nọ, nhưng mà đó là cái điều sai mà Julie quan niệm là nếu mà chúng ta gặp phải trường hợp đó, trong lúc đó chúng ta nên la to, chỉ cần la to thôi chứ không cần phải đánh, không nên đánh họ, không nên đánh bảo vệ những cái nạn nhân, những người nạn nhân mình phải đoàn kết với nhau. Những gì chị nói ở đây đó, ai cũng có cái cell phone hết, cái cell phone nó cũng có cái camera hết. Chỉ cần take cái camera chụp cái hình để mà mình có thể hợp tác với cảnh sát, đưa cho cảnh sát để cho cảnh sát nhận diện được cái người đó, thì cái cách mà phá án nó rất là dễ hơn.
Nhưng mà Tài, trong cái thời gian mà chị chạy không có thể nào mà vừa chạy xe vừa chạy mà mắt phải theo dõi cái anh chàng đó. Mà tại vì cũng có thể là tại vì cũng làm việc với các ti cảnh sát nhiều và được cũng hướng dẫn. Thật ra thì Julie được các vị cảnh sát hướng dẫn cho nên lúc đó mình mới nhanh trí, mình nghĩ ra thôi rồi. Chứ không phải ai cũng biết được điều đó hoặc là nhanh trí. Và hy vọng là những cái chương trình như thế này gửi đến cho quý vị từ những chuyên viên cảnh sát, từ những sĩ quan cảnh sát gửi đến quý vị thì quý vị tin rằng thì là những cái điều Julie nói là nó make sense. Dạ đúng rồi, mình phải đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Mình đã ở đây, cộng đồng người Việt mình đã ở đây 40 mấy năm này rồi, cho nên mình phải với lại những cái kẻ gian, những cái đó nó biết cái tính của người Việt mình như ai vậy rồi. Bởi vậy nó mới dám vô trong cái khu của người Việt mình mà để nó dám làm những cái hiền chuyện như vậy. Tại rất là hiền, tại nó biết tính của mình như vậy rồi, cho nên mình phải thay đổi. Đó, thấy cái chuyện gì phải gọi cảnh sát. Đó, nhiều cảnh sát bây giờ có thể nói tiếng Việt được, có những người mà trả lời điện thoại họ nói tiếng Việt được, mà người Việt mình nhiều khi không có tự tin lắm, cứ sợ chứ lại bỏ qua, không có gì hết bỏ qua. Tại bỏ người qua. Việt Nam mình hiền quá, tại không phải là mình giữ, nhưng mà cái đó là những cái gì mình làm để bảo vệ cho đúng chính rồi. Bản thân mình đúng rồi. Và mình giúp cho cái cộng đồng của mình nó không có những cái dữ kiện mà không xấu bị hiếp. Xảy ra không bị hiếp. Cái đó một hình thức mình bully đúng không? Đúng. Rồi. Này đúng ok rồi. Now bây giờ mình too much about Julie. Bây giờ mình trở lại những cái safety trong những cái an toàn cho những ngày lễ hội. Có một điều mà Julie muốn có thể là Tài nhắc nhở thêm với những người phụ nữ đi shopping đó, thì ngoài vấn đề mà mình đậu xe những cái chỗ mà sáng sủa nếu có thể được, hoặc là những chỗ nào mà người ta có thể thấy mình, ngoài ra còn có những điều gì mà Tài thấy, Tài biết được là có thể xảy ra cho cái người phụ nữ? Những cái không riêng những người phụ nữ, bất cứ người nào. Lúc mà cái mùa lễ này bây giờ đó, ai cũng rất là vui vẻ đi mua sắm để đầy xe hết. Đúng rồi, để mua sắm để cho những người thân của mình, đó là cái rất là tốt, một cái ai cũng happy cái đó để làm như vậy hết á. Nhưng mà cái điều mà đi mua đó mình không thể nào mà đi hết một tiệm này mua nhiều quá phải cầm đem tay. Ra không thể cầm hết được, không có ai để mà đi theo để xách cho mình hết á, thì đa số mình có khuynh hướng là mình đem ra xe. Đúng rồi mà cái vấn đề đây đó là sẽ có những cái kẻ gian nó ngồi ngoài parking lot, nó đi ngoài parking lot, nó giống như mình bình thường vậy thôi, nhưng mà họ để ý mình đó. Thì cái tốt nhất á là mua một tiệm xong rồi về cất đồ xong rồi trở lại mua đi tiệm thứ hai. Trời ơi, như vậy đi kiếm chỗ đậu xe muốn chết luôn. Yeah, đúng rồi. Dạ. Cái đó là một cái khổ mình phải làm theo. Chứ không có những người lúc mà đi ra xe mình phải để ý, những cái người mà đi vòng vòng ở trong parking lot là cái những người để ý để mà coi ai bỏ đồ trong xe họ sẽ đập mình xe bỏ mình. Trong trunk xe thì sao Tài? Cái trunk thì nó rất là tốt. Nhưng mà cái điều này, nếu mà ta thấy mình bỏ đồ trong trunk rồi thì nó sẽ kiếm cách. Một khi mà ta muốn làm cái gì là không thể nào mà giải thoát được hết đó. Họ muốn đập cái xe đó mà vô trong cái trunk rất là lẹ. Chỉ cần một vài giây là đã xong rồi. Cho nên mình phải đề cao cảnh giác là đi ra ngoài parking lot là phải nhìn trước nhìn sau. Để ý những người ngồi trong xe mà không đi đâu á mà tự nhiên ngồi trong xe hoài. Coi chừng mấy người đó. Nếu mà thấy những người như vậy đó thì mình nên đậu chỗ khác xa xa một chút. Mình nên vô xe lái đi chỗ khác. Tại vì nếu mà ở đó là cái cơ hội mà mình bị đập cửa xe rất là cao. Với lại những người mà đi mà để đừng bao giờ để cái gì trong xe mà nếu mà mình không thể nào afford to lose it. Bỏ trong xe cái cơ hội mất nó rất là cao. Cho nên phải rất là cẩn thận cái chuyện đó. Thưa quý vị, thật sự ra thì nếu mà nói về những sự an toàn thì rất là nhiều điều để hai chị em chúng tôi chia sẻ với nhau trong cái chương trình chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi. Tuy nhiên quý vị có thể gửi email về cho Julie qua email là kiến thức phổ thông 57.7@gmail.com. 57.7 là cái số của cái đài cũ mà chúng tôi chưa có kịp để đổi cái số email. Tuy nhiên hiện tại bây giờ xin quý vị cứ tiếp tục gửi email cho chúng tôi là kiến thức phổ thông 57.7@gmail.com với những câu hỏi mà quý vị có muốn đề cập tới với cảnh sát viên Tài Đỗ, thì chúng tôi sẽ chuyển những cái câu hỏi của quý vị đến cảnh sát viên Tài Đỗ và từ đó cảnh sát viên Tài Đỗ sẽ trả lời email của quý vị. Riêng về cái phần mà mình còn vài phút cho hết cái segment này thì chúng ta cũng sẽ
nhắc nhở đến một chút nào đó trong thời gian mình shopping, mình phải cẩn thận những điều gì trong thời gian mình ở trong tiệm mình đi shopping để mà mình tránh được cái sự bị phạm pháp trong cái thời gian đó. Xin quý vị khán thính giả nhớ đón xem chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội vào ngày thứ ba 12 tây tháng 12 lúc 7 giờ tối và ngày thứ tư 13 tây tháng 12 lúc 9:30 sáng. Chúng tôi sẽ mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào và trực tiếp gửi lời chúc mừng Giáng sinh cũng như Tết Tây đến thân bằng quyến thuộc. Và những quý vị này sẽ được nhận quà tặng từ các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Xin quý vị ngày hôm đó gọi cho số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.